Chào cả nhà, mời cả nhà ăn cơm nha. Đây là cá chiên. Đây là củ cải đường các bạn. Đây là cà tím với lại cà pháo, à pháo da xanh, cà bò. Cà pháo da xanh. Món cà mà xào, các bạn nhớ cho lá húng quế vô, cái mùi vị nó rất là thơm đặc trưng các bạn, rất là ngon. Để lần bí hầm lấy đầu heo. Bí đỏ hầm đầu heo. Bữa cơm rất là đạm bạc nhưng mà rất là ngon, có thịt bò, có thịt heo, có cá, có rau củ quả. Củ này rất tốt cho sức khỏe các bạn, củ cải đường. Xin chào tạm biệt cả nhà ở đây nha. Cả nhà ủng hộ kênh của mình bằng cách đăng ký, like, chia sẻ để cho kênh của mình được phát triển nha. Mến chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà luôn bình an, thành công trong cuộc sống.